Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc tất cả các bạn có thật nhiều trải nghiệm khi đến với kênh tin tức của chúng tôi. Và không để các bạn phải đợi lâu nữa, xin mời các bạn đến với bản tin mới sau đây nhé. Trung Quốc, hàng ngàn con vịt bị luộc sống gây phẫn nộ. Hàng ngàn con vịt được mới nở đều bị luộc sống trong một trại ở Trung Quốc vì không có khả năng đẻ trứng gây phẫn nộ. Những bức ảnh chụp tại Trung Quốc do Tổ chức Bảo vệ Động vật PETA công bố cho thấy cảnh công nhân dùng vật hình phễu để luộc sống những con vịt. Những con vịt này sau đó được vạc lông đem bán cho người nuôi rắn hoặc những người bán rong trên phố. Hàng ngàn con vịt bị giết hại dã man chỉ vì chúng hoàn toàn vô dụng trong ngành công nghiệp sản xuất trứng. Các nhà hoạt động cho rằng cách làm này là quá tàn ác và đáng sợ. Trên thực tế, tình trạng không chỉ xảy ra ở Trung Quốc. Mỗi năm có hàng tỷ con vịt gà được một ngày tuổi bị các trang trại cho chết ngạt hoặc chôn sống trên khắp thế giới cũng vì lý do tương tự. Những con vịt này cũng quá nhỏ để có thể giết lấy thịt. Loạt ảnh do phóng viên Li Ren chụp giữa tháng này tại một trang trại giấu tên ở làng Tongwao, thị trấn Siyu phía nam tỉnh Hồ Nam Trung Quốc. Những con vịt con này chưa đến 4 ngày tuổi, không ai muốn chúng và trang trại sẽ tốn nhiều tiền để nuôi chúng, Li Ren chia sẻ. Cụ thể, trứng vịt sẽ nở trong khoảng 20 ngày, các công nhân ở trang trại phân loại con đực và con cái. Vịt cái thì được đem đi bán, còn vịt đực sẽ bị kết liễu ngay lập tức. Trang trại ở Trung Quốc quyết định luộc sống vịt con trong nước sôi 80 độ C thay vì xử lý theo cách truyền thống như là chôn sống. Peter Trilly, chuyên gia của người Trung Quốc đến từ tổ chức Humanscosti International, ông đã nói rằng cách làm này là quá đáng sợ. Cách làm phổ biến ở phương Tây là bơm hơi ngạt hoặc là chôn sống. Ông Peter Trilly kêu gọi cộng đồng chú ý hơn tới hành vi tàn ác với động vật trong ngành công nghiệp chăn nuôi gia cầm. Nếu có quá nhiều vịt con, các trang trại nên ngừng ấp số lượng lớn trứng vịt. Trong khi đó, phóng viên Li Ren lại cảm thấy sốc khi tận mắt chứng kiến cảnh vịt đực mới nở bị giết hàng loạt. Những con vịt con sẽ rất đau đớn vì bị luộc sống cho đến chết. Nếu phải loại trừ vịt đực, tôi hy vọng trang trại có thể sử dụng phương thức nhân đạo hơn. Nồi cháo thảm họa gà nguyên con đủ lông, móng, mỏ gây địa chấn mạng xã hội Việt vẫn chưa có hồi kết. Cách đây không lâu, mạng xã hội từng xôn xao ầm ĩ vì một chảo cá rán. Chỉ vì một status ngắn ngủn kèm theo hai bức ảnh minh họa chân thực chuyện đem rán đàn cá cảnh đắt tiền dàn mặt ông chồng mãi chơi mà vừa xuất hiện đã có cả tập đoàn các bà vợ khuân về trang cá nhân. Ai cũng nhận là chiêu độc trị chồng của mình. Hệ lụy của trào lưu sống ảo này là cư dân mạng gạch đá khá dữ dội, bởi nhìn qua ai cũng biết là dựng chuyện câu like. Mới xuất hiện, nhưng mấy chú cá chép tội nghiệp còn nổi tiếng hơn cả ngôi sao quốc tế. Khắp nơi, đâu đâu cũng thấy chúng nằm chình ình trên chảo. Và giờ đây, chúng đã có thêm nạn nhân đồng cảnh ngộ, đó là chú gà bị đem đi nấu cháo. Gặp chủ nhân tốt bụng nên cho chú nằm trong nồi toàn thây, đến cả lông móng mỏ cũng không thèm làm sạch. Rất nhiều bà nội trợ phát hoảng khi nhìn thấy thanh niên gà sắp ngửa trong nồi cháo, chẳng ai thèm lột lông da. Trông như thể là chú gà tội nghiệp này nhảy nhót tập thể dục nhằm vào lúc nồi nước đang sôi. Chị Hồng Phúc tỏ ra sợ sệt, nhìn mắt ói bẩn quá đi, ai lại nấu cháo nguyên con tống vào nồi như thế. Mẹ Đinh Hà thì bình tĩnh hơn, dí dỏm nhận xét rằng chị vợ này khéo tay thật, sáng tạo hơn người. Cả nghìn năm nay chẳng ai dám ăn gà nguyên lông nguyên móng, mỗi mình chị dám, lại còn tẩm bổ cho chồng thì chịu rồi. Bạn Thúy Nga thì mếu máu, thôi nhìn bức ảnh này xong, từ giờ về sau hết muốn ăn cháo gà, ám ảnh kinh dị. Hội các đức lan quân lại thi nhau nhảy vào chê bôi cho rằng cô vợ trên đã bị ngã cây. Có bị dở hơi cũng biết là ăn gà thì phải làm sạch sẽ từ trong ra ngoài. Anh nào cưới được chị này thì phúc phải biết, chị này học nhầm sách lậu dạy nấu ăn rồi. Hàng trăm lời bình luận cười bể bụng được các anh đăng lên khiến chị em bưng miệng cười không ngớt. Tuy nhiên, sự thật thì đó có phải là nồi cháo bà vợ hồn nhiên nào nấu cho chồng ăn hay không?
Bởi nếu lên Facebook gõ từ khóa cháo gà thì ngay lập tức một loạt status kể lể đùa vui với tấm ảnh cháo gà nguyên con y hệt sẽ hiện ra dài ngoằng. Cuối cùng, hội chị em cũng phát hiện ra đây lại là trò lưu sóng ảo mới để mua vui cho mọi người. Vô số phân tích chí lý được nêu ra. Người thì bảo nhìn biết gà chết nấu cho lợn, ở quê vặt lông sạch sẽ mới mang đi nấu cơ. Không chỉ hội chị em bê lên trang cá nhân của mình bịa ra câu chuyện hài hước nào đó để trêu ông xã, mà các anh cũng thích sống ảo, đi khắp nơi nhận là món ăn thảm họa do vợ mình chế ra. Chẳng biết nói thế nào để giải trí xã hơi thì được, chứ bịa quá thì không nên. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.